Em xin kính chào và chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA trong suốt thời gian qua và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Kim. Kim Phạm mến chúc cô chú bác và anh chị em nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Chương trình cập nhật news sẽ được Kim phát sóng mỗi buổi chiều vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Kim hy vọng rằng quý vị cũng đã có một cuối tuần thật là vui khỏe bên người thân thì hôm nay để bắt đầu một tuần mới thì Kim xin gửi đến quý vị một số tin tức trong ngày 8 của tháng 2 năm 2021 như sau. Cũng như thường lợi thì Kim sẽ cập nhật về tình hình Covid hiện nay ở Hoa Kỳ và tiếp theo thì là cập nhật về tấm chắc lần thứ ba cũng như là à, trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật à, có thể là quý vị cũng đã nghe rất là nhiều tin tức về cái gói cứu trợ này nó như thế nào rồi và số tiền là hiện nay à, bao nhiêu thì mới được đủ điều kiện cho tấm chắc này cũng như là ai sẽ đủ điều kiện thì trong video này Kim sẽ lần lượt à, cập nhật những cái chi tiết mới nhất đến thời điểm vào chiều ngày 8 của tháng 2 năm 2021 uh, cho quý vị nha. Thì uh, các nhà dân chủ đang viết ra dự luật kích thích 1,9 nghìn tỷ đô la. Các chính trị gia họ vẫn cố gắng quyết định xem liệu có đặt giới hạn thu nhập cho tấm trách 14 hay không. Nhà dân chủ hàng đầu họ chỉ muốn cung cấp tấm chất kích thích cho những người kiếm được 50.000 đô la trở xuống à uh, một năm cho những ai là uh, faux single và ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders ông đã phản đối ý kiến này và ông ấy nói rằng nếu một người kiếm được 50.000 đô một năm mà cho là quá giàu để nhận được sự giúp đỡ này thì tôi nghĩ điều này thật vô lý. Các nhà dân chủ ở Hạ Viện Họ đang làm việc với cái luật pháp Để gửi tiền cho tất cả các bậc cha mẹ về cơ bản thì nó giống như là Một uh, cái, 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 cái tấm chất kích thích Cho những ai đang có con nhỏ Nó sẽ cung cấp cho cha mẹ 3.600 cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi Và 3.000 cho mỗi trẻ em Từ 6 tới 17 tuổi Họ muốn làm điều này Cho các bậc cha mẹ đơn thân kiếm được 75.000 đô la và cho một năm trở xuống và những cặp vợ chồng đã kết hôn kiếm được 150.000 đô la một năm trở xuống và tin cuối cùng là những người có thu nhập giảm vào năm 2020 trong đại dịch Covid-19 này có thể còn phải khai thuế sớm vào đầu năm nay để nhận được chất kích thích nhiều hơn hay là phải đợi gói cứu trợ lần thứ ba này thông qua rồi hãy đi khai thuế thì Kim sẽ uh, tiếp tục cập nhật chi tiết trong cái cuối phần cuối của video này thì kim mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin chi tiết cho ba cái thông tin này nhé thì cập nhật vào ngày 8 tháng 2 năm 2021 về số trường hợp corona ở Hoa Kỳ dữ liệu dự án theo dõi covid về các trường hợp corona và kết quả xét nghiệm tỷ lệ tiêm chủng và hơn thế nữa thì đây là dữ liệu mới nhất được cập nhật vào ngày 8 tháng 2 thì kết quả dương tính là 26.796.705 người, kiểm tra âm tính là 119.876 và 347, số bệnh nhân nhập viện là khoảng 81.500, bệnh nhân tử vong là khoảng 454.134. Và tổng số liều vaccine đã được phân phối là khoảng 59.307.800 liều vaccine đã được phân phối. Thì tiếp theo là cập nhật về tấm chất lần thứ ba thì các đảng viên ở Hạ viện họ hiện đang viết ra dự luật kích thích 1,9 nghìn tỷ. Các đảng viên dân chủ vẫn chia rẽ và chưa có thỏa thuận về cái việc mà liệu họ có nên áp đặt yêu cầu thu nhập cao hơn cho đợt kiểm tra kích thích tiếp theo hay không thì nhà dân chủ hàng đầu họ chỉ muốn cung cấp chất kích thích cho những người kiếm được 50.000 đô la trở xuống một năm cho những người single và 100.000 cho những cặp vợ chồng và là cái ngưỡng thu nhập mới cho tấm chất lần thứ ba này. Thư ký Ngân Khố cô Duyên Linh cho biết ngưỡng thu nhập đợi đủ điều kiện cho tấm chất lần 3 này nên là 60.000 một năm cho single thì có lẽ là xứng đáng hơn vì điều này nó sẽ giúp nhiều gia đình trung lưu hơn. thì bên cạnh đó ông thượng nghệ sĩ Bernie Sanders và thượng nghệ sĩ Dingle phản đối mạnh mẽ về cái việc mà tăng cái mức ngưỡng thu nhập này cho cái gói cứu trợ này. thì trong một cuộc phỏng vấn vào hôm chủ nhật đó quý vị thì ông Dingle nói là trong thời điểm khó khăn này đó tất cả mọi người thuộc tầng lớp lao động đều xứng đáng để nhận được tấm chết 1.400 đầy đủ của họ. Và hai người này họ cũng đang đấu tranh cho cái mức lương tối thiểu là 15 đồng một giờ à, trong cái gói này đó, đang trong cái gói này nhưng mà có khả năng là có thể không được đưa vào dự luật này bởi vì cái dự luật hòa giải nó không cho phép cái điều đó. Thì Kim nhắc lại một lần nữa, Hiện đảng Dân Chủ vẫn chưa có quyết định được cái mức ngưỡng cuối cùng để đưa tấm chắc vào kế hoạch của họ mặc dù còn rất ít thời gian trước khi họ dự kiến ban hành luật nha quý vị. Thì hiện có một cuộc thảo luận về ngưỡng đó sẽ như thế nào? Thư ký báo chí Nhà Trắng Kopsky cho biết hôm thứ Hai là ngày hôm nay đó nó vẫn đang được thương lượng vào thời điểm này. Cho nên nếu mà quý vị có coi rất là nhiều à video cũng như là mọi người chia sẻ thì trong thời điểm này vẫn chưa biết là 50.000, 60.000 hay là giống như tấm trát lần 1 và lần 2 75.000 và 150.000 nha quý vị. Cũng như là ai sẽ đủ điều kiện chẳng hạn như trên 17 tuổi có được hay không, những người phụ thuộc lớn tuổi có được hay không thì trong thời điểm này đến thời điểm này vẫn còn đủ điều kiện nếu như trong tương lai khi những người đó vẫn đủ điều kiện nếu trong tương lai có cái gì thay đổi trong cái này khi mà họ viết ra thành cái bill á thì kim sẽ tiếp tục cho quý vị biết nhưng mà trong thời điểm này là những người phụ thuộc con nít người lớn đều được một ngàn tư chắc chắn là cái tấm chất là vẫn là 1 tư không thay đổi nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ đợi là cái ngưỡng thu nhập là bao nhiêu đợi đủ điều kiện thôi nha quý vị thì vào hôm thứ sáu bà Nancy nói với các phóng viên rằng họ có kế hoạch là sẽ thông qua một cái gói này trong hạ viện do đảng dân chủ kiểm soát trong vòng 2 tuần tới và bắt đầu từ thứ hai này nè quý vị họ sẽ làm việc để hoàn thiện các chi tiết cho dự luật. Thì à, quý vị cũng biết là vào tháng 3 ngày 14 tháng 3 tới này ngày 14 thì mọi người cũng đã sẽ hết thúc kết thúc cái tiền gia hạn trợ cấp thất nghiệp. Thì à, họ sẽ muốn thông qua cái gói này trước cái ngày đó để không mọi người tiếp tục được tiền cũng như là có tấm chắc lần thứ ba của mình do đó ông Biden nói rằng ông đang cố gắng để cho cái gói 1 và ngàn tư này nè nó thông qua trước rồi cái số tiền mà tăng 15 đồng một giờ đó ông sẽ chia nhỏ ra rồi ông cho nó ra một cái gói khác nữa à, bởi vì ông không có muốn cái này nó chặn lại cái sự à, chậm trễ này và nhà dân chủ họ cũng có kế hoạch là tiến tới với luật gửi tiền cho những bậc cha mẹ nè quý vị thì đây là một đề xuất của khác nữa bên đảng dân chủ nha số tiền này thì nếu như quý vị nào có con nhỏ thì quý vị thường nhận được số tiền này khi nộp thuế nhưng các nhà dân chủ họ muốn tăng số tiền này lên và gửi số tiền này cho những cha mẹ trong năm dưới dạng trong năm luôn á dưới dạng là thanh toán hàng tháng Họ muốn làm điều này thay vì uh, um, bắt quý vị phải đợi uh, thu cái số tiền này trên tờ khai thuế cuối năm của quý vị cho nên họ muốn cho cha mẹ là 3.600 cho mỗi trẻ, cho trẻ em dưới 6 tuổi và những ai mà có con từ 6 tới 17 tuổi thì sẽ được 3.000 cho mỗi đứa trẻ. Kim nhắc lại một lần nữa đây là một cái đời xuất của bên đảng dân chủ nhưng quý vị chưa được thông qua thì Kim sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị nha. Thì quý vị cũng biết có thể nhìn thấy đó là đảng cộng hòa và đảng dân chủ họ không có chung một chí hướng trong lúc này cho cái gói mà 1,9 nghìn tỷ nên nhà dân chủ họ dùng cái cách mà hòa giải cái luật hòa giải để mà thông qua cái gói kích cầu tiếp theo. Đến đây nếu quý vị cảm thấy bản tin tóm tắt trong ngày của Kim có hữu ích, quý vị có thể ủng hộ tinh thần cho Kim bằng cách nhấn nút like cũng như chia sẻ và đăng ký kênh Kim Phạm USA. Kim Phạm cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn ủng hộ Kim nha. Tiếp theo là cập nhật về những người có thu nhập giảm vào năm 2020, có thể còn phải khai thuế sớm hoặc là phải đợi, Để mà khai thuế trễ, để mà mình nhận được cái tấm chất lần thứ ba này nhiều hơn thì Kim mời quý vị xem hết video để Kim giải thích cho quý vị nha. Theo cái tờ Wall Street Journal thì khoản thanh toán kích thích 1 400 đô la được đề xuất như một phần của à, kế hoạch giải cứu trong cái gói 1,9 nghìn tỷ đô la của tổng thống Joe Biden đó thì sẽ dựa trên thu nhập của hộ gia đình được liệt kê trong tờ khai thuế của năm 2020 hoặc là 2019 tùy theo cái mức nào mà có trong hồ sơ với sở thuế vụ khi bộ ngon khố bắt đầu cắt cái chất này cho quý vị. Với cái việc mà các nhà lập pháp và chính quyền của ông Joe Biden đang thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận kích thích kinh tế tiếp theo trước giữa tháng 3 đó quý vị, khi trợ cấp thất nghiệp bổ sung cũng sẽ hết hạn nè, người Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế à, vào năm ngoái cũng có thể được hưởng lợi bằng cách nộp hồ sơ khai thuế năm 2020 càng sớm càng tốt sau khi IRS bắt đầu chấp nhận chúng vào tháng 12. Vào ngày 12 tháng 2, Kim xin lỗi, nếu như thu nhập của quý vị giảm trong năm 2020 mà quý vị khai thuế trước khi mà cái tấm chất lần thứ ba này được gửi ra thì họ sẽ nhìn vào giấy tờ thuế của năm 2020 của quý vị nha. Còn nếu như quý vị nộp giấy tờ thuế sau khi tấm chất lần thứ ba gửi ra thì dĩ nhiên là IOS họ đâu có giấy tờ mới thuế mới của năm 2020 đâu cho nên họ đành phải nhìn vào giấy tờ thuế của năm 2019 và ngược lại nếu như mà bạn tình cờ được tăng lương vào năm 2020 nhưng thu nhập của 2019 của bạn nằm trong cái uh, ngưỡng mà kích thích mới cuối cùng á, thì vẫn đang được áp dụng đó thì có thể bạn nên chờ đợi trước khi nộp tờ khai thuế năm 2020 có nghĩa là những quý vị nào mà trong năm 2020 á, làm quá nhiều tiền so với hai à, năm 2019 á, thì có thể là phải nên đợi à, để cho cái gói à, cứu trợ lần thứ ba này được chấp thuận rồi để mình biết được là cái tổng cái thu nhập income được bao nhiêu để đủ điều kiện rồi lúc đó mình hãy đi khai thuế nói tóm lại là như vậy. Cũng như quý vị nào mà có con trong năm 2020 thì quý vị nên là đi khai thuế sớm để mình bỏ cái dependent của mình á, cái người con của mình là dependent vô cái thuế để mà mình được check. Bởi vì nếu như mà quý vị khai thuế trễ thì cái người con đó nó nó trong năm 2019 á, nó vẫn chưa có trong cái giấy tờ thuế. Cho nên khi mà bây giờ họ nhìn vào thì họ vẫn không thấy cái người con đó thì người con nó vẫn không được tiền. Đó là những gì Kim cập nhật đến cho quý vị đến thời điểm ngày hôm nay, chiều ngày 8 tháng 2 năm 2021 với tấm chất lần thứ ba nha quý vị. Kim xin tạm dừng video và hẹn gặp lại.